Xin chào tất cả mọi người ơi. Như mọi người đã biết thì có một nơi trên trái đất mà vẫn giữ được vẻ nguyên thủy như thời cổ đại, đó chính là rừng rậm Amazon. Rừng Amazon là một hệ sinh thái rộng lớn, cung cấp môi trường sống lý tưởng cho nhiều loài sinh vật khác nhau, trong đó có nhiều loài sinh vật thực sự nguy hiểm và đáng sợ. Đặc biệt là những khu vực xung quanh con sông Amazon, chúng khiến cho con sông lớn thứ hai trên thế giới này trở thành một trong những địa điểm nguy hiểm nhất trên thế giới. Mà nếu bạn có cơ hội khám phá nơi đây, chắc chắn bạn sẽ hy vọng không chạm trán một trong những loài sinh vật dưới đây đấy. Mười, cá sấu caiman đen. Loài cá sấu sống ở sông Amazon này có chiều dài 6m và cân nặng 300kg. Chúng có cái đầu rất lớn và nặng, yếu tố được xem là lợi thế khi chiến đấu với những con mồi cỡ lớn. Và chúng là một trong những loài cá sấu lớn nhất trên thế giới, là loài động vật ăn thịt hàng đầu ở sông Amazon. Cá sấu đen caiman có thể ăn bất cứ thứ gì ở gần chúng. Chúng có thể săn khỉ, hươu và thậm chí chúng là kẻ thù số 1 của cá chăn Nam Mỹ. Có rất nhiều vụ cá sấu caiman đã khiến con chăn anaconda Nam Mỹ thành thực đơn ăn uống của chúng. Chúng sở hữu những vũ khí giết chóc khủng khiếp nhất, sẵn sàng tiên bạn về cõi chết chỉ bằng một cú tấn công chớp nhoáng. Với lực hàm cực mạnh cùng khả năng săn mồi và lớp ngụy trang hoàn hảo, cá sấu caiman đen là một trong những sát thủ săn mồi hung dữ nhất của vùng đầm lầy Amazon. Chúng thường đớp rồi lôi con mồi xuống nước, lộn tròn để xé xác. Năm 2010, nhà sinh vật học bị con cá sấu ẩn dưới thuyền hàng tháng trời tấn công. Cô may mắn thoát chết nhưng mất một chân. 9. Chân anaconda xanh khổng lồ. Có lẽ chẳng cần phải nói gì nhiều, ai cũng hiểu chân anaconda là loài vật như thế nào. Chúng là những con quái vật khổng lồ và là chùm của đa số các loài động vật hung dữ và nguy hiểm tại rừng rậm Amazon. Trong số các loài của mình, chỉ chân anaconda xanh là giống có kích thước lớn và cân nặng nhất thế giới. Con trưởng thành có thể dài 9m và nặng 250kg. Kích thước ngoại cỡ của chúng chỉ kém về chiều dài cơ thể với duy nhất một loại, đó là chăn gấm châu Á. Đối với giới khoa học, lũ quái vật không chân vùng Nam Mỹ là loài thuộc họ rắn lớn nhất thế giới. Con quái vật này không bao giờ ngừng lớn, cũng không có giới hạn. Điều kinh hoàng nhất là loài chăn này thường xuyên tấn công con người, bóp chết và nuốt chửng một con người to lớn khỏe mạnh. Đã có nhiều mạng người làm mồi cho chăn anaconda, vì thế chúng được người dân Nam Mỹ coi là quái vật hung bạo nhất hành tinh. Nó có thể giết chết và nuốt chửng các con quái vật khỏe mạnh như hươu, nai, hoẵng, báo, thậm chí trâu bò, hà mã. Những hình ảnh ấn tượng về loài chăn này thường xuyên tấn công, chiến đấu, bóp chết và nuốt chửng cả những chú cá sấu khổng lồ nặng vài tạ ở Brazil. Đã từng ghi nhận một trường hợp anaconda dài 10m, nặng nửa tấn nữa cơ. Cá sấu là món ăn khoái khẩu nhất của anaconda. 8. Loài nhện lang thang Brazil. Nhện lang thang Brazil hay còn gọi là Fornetia, tên Hy Lạp nhện lang thang Brazil Fornetia có nghĩa là kẻ giết người trong tiếng Anh, như tên cho thấy. Những con nhện lang thang Brazil là loài nhện nguy hiểm nhất trên thế giới. Thay vì xây dựng địa điểm, chúng đi lang thang trong rừng. Đó là lý do tại sao họ gọi nó như vậy. Loài nhện rất hung hăng và nguy hiểm này được tìm thấy trong rừng nhiệt đới Amazon của một số nước Nam Mỹ. Nhện Fornetia là loài sinh vật sống về đêm. Ban ngày, nhện Fornetia giấu mình trong một số hốc cây, dưới những tảng đá. Khi bị tấn công, những con nhện lang thang Brazil sẽ cắn nhiều lần. Nhện Fornetia cũng nổi tiếng phòng thủ bằng cách nâng cơ thể bằng hai chân sau. Nọc độc của nhện Fornetia chứa các chất độc thần kinh. Nó gây ra sưng, đau đớn cùng cực, gây vấn đề về hơi thở, mắt nhìn mờ. Nếu không được chăm sóc y tế ngay lập tức, vết cắn cũng có thể dẫn đến tử vong, đặc biệt là với trẻ nhỏ. 7. Cá da trơn khổng lồ Piraiba. Một thuyền thoại của sông Amazon, cá Piraiba được mệnh danh là loài cá da trơn lớn nhất Nam Mỹ. Với chiều dài tối đa lên tới 3m và cân nặng có thể lên tới 200kg, miệng của con quái thú này rộng tới 40cm nên nó có thể dễ dàng nuốt trọn một con mồi lớn. Đặc biệt, loài cá da trơn này thường sử dụng màu sắc trên cơ thể để ngụy trang trong việc đi săn. Với màu xanh xám ở lưng và màu trắng ở dưới phần bụng, cá Piraiba ăn mọi con mồi từ cá lớn đến các loài thú, thậm chí có cả con người. May mắn là con người không phải thức ăn ưa thích của chúng. Số vụ chết người mất tích liên quan đến cá da trơn Nam Mỹ được thống kê là khá thấp. Tuy nhiên, chúng vẫn là một trong những loài thủy quái nước ngọt. Sáu, cá hải tượng khổng lồ Arapaima. Nhiều người hẳn sẽ ngỡ ngàng trước dáng vẻ khổng lồ và đáng sợ của loài thủy quái nước ngọt lớn nhất thế giới này. Phát hiện vào năm 1829, loài cá Arapaima sống ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ được xem là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất trên thế giới. Cá hải tượng trưởng thành có thể đạt tới độ dài 2m, thậm chí có con dài hơn 2,5m với trọng lượng trung bình khoảng 100kg. Với một số cá thể đặc biệt, trọng lượng của cá hải tượng có thể đạt tới 200kg, dài trên 3m. Một trong những đặc điểm ở cá hải tượng long đó chính là chúng có khả năng thở bằng cách đớp không khí trên bề mặt nước. Hải tượng long có hàm răng khá sắc nhọn để xẻ thịt con mồi. Do đó, nhiều người cho rằng với các loài ở vùng sông Amazon thì Arapaima là sát thủ số 1.
Thức ăn thường ngày của Arapaima gồm cá, động vật giáp xác hay sinh vật nhỏ gần bờ. Tuy nhiên, đôi lúc Arapaima muốn phô diễn sức mạnh nên đã quăng mình thiên nghệ bằng cách phi thân lên khỏi mặt nước vài mét để tóm con mồi như gián chim. Và có thể 5. Cá mập bò Mosaic. Cá mập bò là loài cá mập nguy hiểm nhất đối với con người. Chúng là loài hung dữ nhất trong số các loài cá mập vì chúng có mức testosterone cao. Chúng được biết là tấn công con người và các chuyên gia nhận thấy chúng chịu trách nhiệm cho phần lớn những cái chết của con người bị đổ lỗi cho loài cá mập bò và cá mập lớn trắng. Chúng sống gần các khu vực dân cư cao và có thể thích nghi với cả nước ngọt. Điều đó làm chúng nguy hiểm gấp đôi. Sự gần con người và sự hung dữ của chúng biến chúng thành loài cá mập nguy hiểm nhất đối với con người. Cá mập bò có tên như vậy vì mũi lớn ngắn cũng như tính khí hung hăng và khuynh hướng húc đầu vào con mồi khi tấn công. Chúng là loài cá mập có kích thước trung bình, thân chắc, thịt dày và vây ngực dài. Chúng bị phát hiện đi vào vùng nước cạn ấm của các đại dương trên thế giới, là quái thú săn mồi nhanh nhẹn và lanh lợi. Chúng ăn hầu hết mọi thứ chúng thấy, gồm có cá, cá heo và cả những con cá mập khác. Bốn. Cá Peara, cá ma cà rồng, được xếp hạng là loài thủy quái khát máu nhất vùng Amazon. Cá Peara là loài cá săn mồi vô cùng dữ tợn. Nó có khả năng nuốt số lượng cá bằng một nửa kích thước của cơ thể. Thức ăn chính của loại cá này là cá piranha. Tên của chúng xuất phát từ hai chiếc răng nanh mọc từ hai hàm dưới với chiều dài 15 cm, được dùng để đâm xuyên vào con mồi sau khi tấn công. Hàm trên của cá có những chiếc hố đặc biệt dùng để tránh những chiếc răng nanh tự đâm chúng. Ba. Cá trình điện. Sở hữu cơ thể dài đến 2,5 m nhưng chỉ nặng 20 kg. Loài cá này có vũ khí đến con người cũng phải kinh hãi, là một trong những quái vật đáng sợ sống ở vùng khu vực Amazon. Đúng như cái tên của loài động vật này, vũ khí lợi hại nhất mà chúng có chính là khả năng tự phóng điện gây chết người. Nhiều cú sốc điện từ loài sinh vật này có thể gây đau tim hoặc suy hô hấp cho con người. Khi bị liên điện tấn công, người bình thường sẽ bị choáng váng và chết đuối. Tạo hóa ban cho chúng cơ thể hoàn hảo gồm 3 phần tích điện phát điện săn mồi, 2 phần này ở thân cá và phần đuôi phát ra xung điện để định vị con mồi. Toàn khối cơ thể dài gần 3 mét của chúng hoạt động như một chiếc ắc quy sống. 3 phần cơ quan này giúp chúng tạo ra dòng điện sinh học vô cùng đáng sợ. Loài sát thủ này có thể phóng liên tục 10 đến 30 cú điện có điện thế cực lớn, lên tới 1000V. Số lần phóng điện kỷ lục của chúng là 150 lần trên 1 giờ. Ngoài tấn công kẻ thù to lớn là cá sấu, thì các món ăn khoái khẩu mà chúng có thể nuốt chửng là cá, động vật lưỡng cư, chim và các loài vật nhỏ có vú khác. 2. Cá Pacu. Hai. Cá Pacu. Cá Pacu là loài cá sinh vật có hàm răng giống con người. Loài cá đáng sợ này có đặc tính quái dị là ăn tinh hoàn của những người bơi lội ở vùng nước mà nó sinh sống, do nhầm lẫn với một loại hạt ưa thích của chúng. Một con cá trưởng thành có thể phát triển lên tới 90 cm và nặng 25 kg. Nó thường ăn các loại hạt, lá, thảm thực vật dưới nước và ốc sên. Tuy nhiên, loại cá này có thể khiến nhiều đàn ông khiếp sợ vì chúng có thể cắt đứt tinh hoàn của họ. Một người đàn ông sống gần khu vực Amazon đã thiệt mạng sau khi bị một con cá Pacu cắn đứt tinh hoàn và chết do mất quá nhiều máu. Một. Cá sấu sông Nin. Là kẻ ăn thịt thượng hạng trong môi trường sống của chúng và nổi tiếng là loài ăn thịt người đáng sợ. Kích thước của con trưởng thành có thể đạt tới 5-6 m chiều dài và cân nặng 225-700 kg. Quai hàm của chúng có khả năng tạo ra một lực mạnh khi chúng bắt giữ con mồi. Loài cá sấu châu Phi này săn tôm, cá, động vật bò sát, chim, thú có vú và cả con người. Đôi khi chúng tấn công cả gia súc nếu thuận lợi. Chúng cũng hợp tác để ngăn chặn cá di cư bằng cách tạo ra các cung tròn ngang trên sông. Những con cá sấu to lớn được ăn đầu tiên. Tuy số lượng người chết do cá sấu sông Nin gây ra không phải nhiều nhất, nhưng chúng được đánh giá là nguy hiểm nhất bởi nếu như các loài động vật khác thường tấn công con người với mục đích tự vệ, thì cá sấu sông Nin dường như xem con người là con mồi của mình. Không. À, không rùa gai mata. Không rùa gai mata. Đúng là đa số loài rùa ngoài đời đều có vẻ trông khá hiền lành, nhưng khái niệm này không đúng hoàn toàn với tất cả.
Trên thế giới, có tồn tại một loài rùa xấu xí đáng sợ, đó là loài rùa gai mata, hay nhiều người còn gọi chúng là loài rùa quái thú. Rùa gai mata có sức sống khá khỏe mạnh, thậm chí là dai dẳng. Chúng là những sinh vật ít vận động. Rùa gai mata có thể đạt được kích thước mai 45cm, trọng lượng 15kg, hoặc thậm một khi trừ một cá đuối khổng lồ, cá đuối gai độc nước ngọt có những cái vây bao bọc quanh đầu gọi là đĩa. Chúng bắt mồi bằng cách nâng phần phía trước của cái đĩa lên, giữ nước và con mồi ở phần dưới, trông giống một cái rắc hút chân không. Một khi cá đuối bắt được con mồi, chúng vừa lấy bằng cách nhanh chóng nhô hàm ra, cắn và xé nhỏ con mồi. Cá đuối nước ngọt có thể dài 5m, nặng đến 600kg. Loài cá đuối nước ngọt ít được phát hiện bởi chúng thường ẩn mình trong đất sỏi. Chúng săn sò và cua. Đuôi của cá đuối nước ngọt chứa chất độc chết người. Do kích thước quá lớn không thể cho nó lên cân để xác định trọng lượng, nhưng các nhà khoa học xác định con cá này nặng khoảng 320-360kg và đã sống khoảng 35-40 năm. Vậy là chúng ta đã cùng khám phá hết những loài động vật đáng sợ nhất của vùng rừng rậm Amazon rồi đấy. Bạn cảm thấy thế nào về bảng xếp hạng của chúng tôi? Bạn thấy loài động vật nào là nguy hiểm và đáng sợ nhất? Hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách comment bên dưới nhé. Nếu bạn thấy hay, hãy ấn vào nút đăng ký và ấn vào hình chiếc chuông để nhận thông báo mới nhất. Like và share video cho nhiều người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.